Xin chào tất cả các anh chị. Trước khi mình bắt đầu nữa, mình còn vài phút nữa thì mình xin mấy anh chị có thể ghi vào bên dưới hả, mấy anh chị tới từ thành phố nào, quốc gia nào, và đồng thời mấy anh chị có thể share vào trong cái trang tường của trang Facebook cá nhân, hoặc là những cái phòng chat mấy anh chị, group chat mấy anh chị chia sẻ cái đề tài ngày hôm nay. Mình sẽ nói về năm cái bí quyết để sống một cái cuộc đời ngoại hạng, và có thể nói là cái nội dung của chương trình ngày hôm nay mấy anh chị ít nhiều nó cũng giúp cho khá nhiều những người mấy anh chị quen lắm. Thành ra bây giờ đang là gần 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, mình sẽ bắt đầu trong vòng vài phút nữa mấy anh chị ha. 10 giờ sáng ngày Chủ nhật ở bên mé giờ của New York, Toronto đó, ở Bắc Mỹ, California thì trừ đi 3 tiếng tức là 7 giờ sáng. Châu Á đó thì như mấy anh chị biết là 21 giờ đêm tối Chủ nhật. Châu Âu đó là nửa khuya. Châu Châu Úc là nửa khuya mấy anh chị, Châu Âu là buổi chiều. Hiện nay đang là gần 4 giờ chiều. Ở Anh Quốc đó nó đang là 3 giờ chiều mấy anh chị. Thành ra tương đối tới tất cả các múi giờ hiện nay vào lúc này mấy anh chị nữa, hầu như mọi người đều thức, ngoại trừ Châu Úc thì có thể một số đi ngủ sớm thôi. Thành ra mấy anh chị nên mạnh dạn chia sẻ cái chương trình này qua cho nhiều anh chị khác mấy anh chị ha. Người cảm ơn. Và đồng thời mình cũng xin phép được làm chuyện đó. Share cái này vào một vài cái trang. Trang Đi Nguyễn và đồng thời trang Người Ngoại Hạng. Share cái này vào cái trang. Vài cái group Coaching with Dean, kiến tạo vườn trời châu Âu, dám thay đổi cộng đồng người ngoại hạng, thay đổi để thành công Việt Nam. Ok mấy anh chị, mình sẽ bắt đầu trong vòng vài phút nữa. Ok mấy anh chị, mình mong là một số mấy anh chị chia sẻ cái trang này qua nhiều nơi khác nhau để cho bạn mình có thể cùng xem. Bây giờ đang là 9 giờ 50, nên là mình còn 10 phút nữa mấy anh chị mình sẽ bắt đầu. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị, và đồng thời mấy anh chị cho mình biết là mấy anh chị tới từ thành phố nào, quốc gia nào luôn mấy anh chị ha. Mấy anh em mình có dịp làm quen. Mình đang theo dõi rồi đây. Ok, hello Linh Nhật, Kim Cúc, Hồng, Thủy Đặng, Hải Phạm. Dương Phạm, Jane Lê, Tuấn Hoàng, ok, hello Tuấn, Vũ Bùi, Tiệp Trần Minh ở châu Âu, Cố Thị Hương, Thường Ngọc. Hello, Minh Lương ở Maryland.
Miss Hồng, Hoàng Đặng, lô họ. Ok, mấy anh chị chia sẻ cho nhiều người và đồng thời. Hôm nay cái đề tài ngày hôm nay mấy anh chị, năm cái bí quyết mà mình gọi là tạm gọi nó là cái bí quyết để có thể nói nôm na mấy anh chị, cái đây là cái ý tưởng của Robin Sharma và làm chính xác cái đề tài của ông ta mấy anh chị. Năm cái điều mà mình chia sẻ buổi hôm nay đó, làm sao thoát khỏi cái cảnh mình là những người nạn nhân đó, để trở thành anh hùng mấy anh chị ha. Làm sao để thoát khỏi, tức là cái tiếng Anh nó gọi là leap mấy anh chị, từ cái victim để mà mình lên cái level là hero đó, tức là anh hùng mấy anh chị. Leap. Và nó đòi hỏi một vài cái bí quyết. Dĩ nhiên là buổi hôm nay chỉ là cái buổi đầu tiên thôi. Mình sẽ có một cái series, những cái bí quyết để giúp cho một số mấy anh chị. Thiệt ra mình nói bí quyết ở đây thì nó cũng có gì là bí mật, nhưng mà nó giải mã mấy anh chị, nó giải mã cái làm như thế nào để mấy anh chị có thể thoát khỏi cái tình cảnh mình là nạn nhân. Chắc chắn một số mấy anh chị cũng có thể quen ai đó đó, mà mình mở miệng đó mình nói mấy anh chị, thì mình biết ngay là người này đang trong cái tình cảnh mình là nạn nhân. Mình bị cái này, mình bị cái kia, mình không thể nào làm được cái này, mình không thể nào. Đó là ngôn ngữ của những nạn nhân. Bây giờ làm sao mà mình thoát ra khỏi cái cảnh đó để mình trở thành một cái người mà mình kiểm soát hoàn toàn cái cuộc đời của mình. Mình kiểm soát và mình chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình đó. Và làm thế nào để có thể sống một cái cuộc đời ngoại hạng. Ngoại hạng ở đây không phải là mình giàu có hay là mình xuất sắc hay là mình hơn người khác mà vậy. Ngoại hạng là mình sống hết với cái bản năng và đồng thời mình trở thành cái phiên bản tốt nhất của mình. Và đó là cái ý nghĩa của cái từ ngoại hạng. Thành ra hôm nay đó mình sẽ chia sẻ với mấy anh chị là năm cái cách để có thể thoát ra khỏi cái đời sống của một người nạn nhân, để mà mình có thể làm chủ cái cuộc sống của mình mấy anh chị. Và tuần tới cũng vào ngày Chủ nhật 21 giờ đêm tính theo cái giờ của Việt Nam đó, thì mình sẽ nói về những cái yếu tố gì đó để nó giúp cho mấy anh chị có thể tạo dựng một vài cái thói quen. Là tại vì cái thói quen mấy anh chị, cái tương lai của mình nó định hình bởi những cái thói quen mà mấy anh chị có trong ngày hôm nay. Thành ra mình phải thay đổi từng cái thói quen mấy anh chị ha. Nhưng mà điều đó nó không có dễ mấy anh chị. Mình cần phải thay đổi. Rồi, mình bị ai gắn thẻ gì đây? Ok mấy anh chị. Ok mấy anh chị cho mình vừa mới thấy ai đây nói là mình bị gắn thẻ giảm cân tiến hành gì đây. Mình đã block cái trang này rồi nhưng mà không hiểu sao vẫn còn ở đây. Mình sẽ block cái này. Mấy anh chị có thể report giùm cho Facebook. Cái trang này nó hack cho mình, nó hack. Tuần trước mình cũng bị, cách đây 2 tuần nhưng mình cũng bị. Không có cái liên quan gì tới cái trang này. Ok mấy anh chị cho mình để mình có thể mình blog hay là như thế nào với cái trang này giảm cân tiến hành gì này. Nhưng mà hiện nay thì mình chưa làm được. Mấy anh chị follow, say check in, success ID. Gắn thẻ. Ok mấy anh chị ha, mấy anh chị mình làm một vài cái thủ tục xong rồi để mình sẽ bắt đầu sớm.
Mình nên tìm cách mình block cái trang này. Ok, hello Giang Nguyễn Kim Hiền, Thùy Trinh, một số mấy anh chị khác. Ok mấy anh chị, mình còn một phút nữa đó, thành ra mình xin phép được bắt đầu. Cho một số mấy anh chị hôm nay là ngày đầu tiên đó, thì vào đây đó, thì đây là cái chương trình có cái tên là Livestream Kiến Tạo Cuộc Đời Ngoại Hạng. Mình tổ chức thường xuyên mấy anh chị trong suốt 3 năm qua. Vào ngày mình lấy cái giờ chuẩn đó là tối chủ nhật vào lúc 21 giờ đêm giờ ở Việt Nam. Giờ bên Mỹ mỗi năm có thể thay đổi 2 lần. Còn một số mấy anh chị ở châu Âu thì một năm cũng đổi giờ 2 lần đó, thành ra mình lấy cái giờ chuẩn mà vậy để không có bị cái tình cảnh là mình phân vân giữa cái chuyện mình theo cái giờ múi giờ nào đó. Mình lấy cái giờ chuẩn là 21 giờ đêm ở Việt Nam, và nó xoay quanh cái chủ đề mà anh chị kiến tạo cuộc đời ngoại hạng đó. Nó là một cái cuốn sách thì trong đó mà anh chị nó có khoảng như 100 câu hỏi, và mình cũng có tổ chức những cái buổi ví dụ như là những cái retreat camp, nó gọi là retreat camp 3 ngày 2 đêm ở Việt Nam. Mình tổ chức cũng một vài lần. Và qua đó mà chị giúp mấy anh chị trả lời 100 cái câu hỏi nó để tìm lại mình là ai, mình muốn gì và đồng thời làm thế nào để đạt được cái mình muốn. Và những cái chương trình như hôm nay mấy anh chị, nó là những một cái chuỗi để mà mình follow up và hướng dẫn mấy anh chị có câu hỏi như thế nào đó. Và đương nhiên là trong cái quá trình đó thì mình cũng chia sẻ với mấy anh chị một vài cái giá trị sống mấy anh chị ha. Đây là những cái kinh nghiệm sống anh chị, vì mình nếu mà anh chị theo dõi tất cả những chương trình của mình trước đây đó, thì mình là người mà học từ một cái người mà mình gọi là thầy, đó là Robin Sharma đó. Ông ta là một người ở Toronto, ông ta là một cái diễn giả quốc tế, và đồng thời ông ta viết khá nhiều cái đầu sách mà anh chị hiện nay đã có dịch ở Việt Nam. Thành ra và mình cũng đọc sách khá nhiều anh chị, và một số anh chị nếu mà anh chị hỏi là sách nào em nên đọc hay là cháu nên đọc như thế nào đó anh chị, thì mình chỉ có một câu thôi là có hai người mấy anh chị đừng bỏ sót bất cứ chữ nào. Người đầu tiên mấy anh chị đó là Jim Rohn, và người thứ hai đó là Robin Sharma. Và đây là hai người mà có khá nhiều đầu sách đã dịch ra tiếng Việt ở Việt Nam mấy anh chị ha. Mình mong là sau cái buổi ngày hôm nay, nếu mà đã khuya quá thì sáng ngày mai mấy anh chị ra và tìm sách, hay là mấy anh chị lên Tiki mấy anh chị tìm được tất cả những cuốn sách này và mình mua và mình đọc mấy anh chị. Những cuốn sách rất hay, mang lại những cái giá trị rất thực tế. Sở dĩ mà mình mạnh dạn trong cái việc mà giới thiệu mấy anh chị đó là tại vì mình học từ Robin Sharma, có thể nói là từ những cái năm 1999 mấy anh chị, khi mà mình bắt đầu mình dọn nhà từ tiểu bang California qua bên miền đông này. Và thêm một vài nét về cá nhân mấy anh chị, mình năm nay 62 tuổi, mình định cư ở Mỹ từ năm 1978, tức là 41 năm. Gia cảnh thì mình có vợ và hai cô con gái 27 và 29 tuổi. Gái út của mình là 27 tuổi. Thành ra cái ngành nghề chuyên môn anh chị, mình chuyên môn tức là nếu mà mình học ra trường thì mình học làm về công nghệ thông tin. Nhưng mà sau đó thì mình làm nhiều cái ngành nghề khác nhau, vì mình biết là cái cuộc sống mà đi làm cho người khác thì nó sẽ không thay đổi. Và có thể nói hãnh diện với mấy anh chị là sau bao nhiêu năm, sau 41 năm ở Mỹ mấy anh chị ha, ở tuổi 62 này đó,
thì mình đạt được cái sự tự do. Tự do về vấn đề tài chính, tự do về vấn đề thời gian, và mình có thể làm được khá nhiều chuyện mà mình yêu thích nó. Một cái ví dụ đó là cách đây một năm vào tháng 1 năm 2018 đó, thì mình với bà xã và một số bạn tổ chức một cái cuộc đi bộ xuyên Việt từ Hà Nội vào Sài Gòn đó, trong vòng 60 ngày, vượt qua 22 tỉnh thành trên một cái đoạn, trên một cái cuộc hành trình dài 1.800 cây số đi bộ mấy chị ha. Và đó là cái thể hiện cái sự tự do mấy chị. Đó là cách mà mình thể hiện cái sự tự do, và mình đạt được một vài cái giấc mơ trong cuộc đời. Ví dụ như ăn Tết ở Đà Nẵng, mình quê ở Đà Nẵng, Quảng Nam, thành ra mình ăn Tết ở Hội An, mình được về lại cái ngôi trường tiểu học cũ của mình mấy chị, và mình ngồi ở trong lớp để nghe thầy cô giảng bài. Mình được về Bình Định, mình được về làng Tây Sơn, thăm lại cái ngôi nhà của ba anh em Tây Sơn mấy chị, vì mình rất thần tượng vua Quang Trung. Thành ra đó là những cái điều mà mình có thể nói với mấy anh chị. Mình sống với cái giấc mơ của mình, và đồng thời mình đạt được một vài cái thành tựu gì đó trong cuộc đời mấy anh chị. Nó cũng không có gì to tát lắm, nhưng mà ít nhất mình tự mãn với cái điều đó mấy anh chị. Mình tự hào về cái điều đó đúng hơn, chứ không phải là tự mãn. Dĩ nhiên là mình còn nhiều cái mục tiêu khác mình đang đeo đuổi. Mình vui mà cái triết lý sống của mình là mình vui với những cái mình đang có, nhưng mà mình luôn luôn đeo đuổi những cái giấc mơ của mình. Và mình có khá nhiều mấy anh chị, mình có khá nhiều những cái giấc mơ ở trong cuộc đời đó. Thành ra hôm nay mấy anh chị nè, mình chia sẻ với mấy anh chị năm cái mà nó gọi là năm cái bí quyết để mấy anh chị có thể thoát khỏi một cái cuộc sống của những người mà mình hay gọi là nạn nhân đó mấy anh chị. Mình gọi là những cái con người mà nạn nhân đó, để mình có được một cái cuộc sống ngoại hạng mấy anh chị. Cuộc sống ngoại hạng theo định nghĩa của mình mấy anh chị, mình chia sẻ với mấy anh chị chút xíu, là mấy anh chị sống như thế nào đó để tới cái giờ cuối cùng, ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình không hề hối tiếc mấy anh chị. Vì một trong những cái điều mà nó xảy ra thường xuyên đó là ở những người vào cái giây phút cuối đời, người ta hối tiếc về những chuyện người ta chưa làm. Thành ra mình sống như thế nào mấy anh chị ha, mình sống hết mình, mình sống hết cái khả năng của mình mấy anh chị. Vì mình tin rằng mọi người được sinh ra đó có những cái khả năng để có thể trở thành thiên tài trong một việc gì đó, nhưng mà vì mình bị kìm hãm mấy anh chị, hay là chính cá nhân mình kìm hãm đó, thành ra mình không đạt được những cái giấc mơ. Thành ra ở đây trong cái nội dung tối hôm nay đó, thì mình cũng muốn chia sẻ với mấy anh chị một vài cái điều mà qua đó mấy anh chị, để hy vọng rằng sau 60 phút mấy anh chị cảm nhận được một vài cái chia sẻ đó, để mấy anh chị có thể ứng dụng vào trong cái cuộc sống của mình mấy anh chị ha. Những điều mà mình sắp chia sẻ với mấy anh chị ở đây là những chuyện rất là thực tế mấy anh chị, rất là thực tế. Ai cũng có thể làm được, chứ không phải cái điều này nói dành cho những vĩ nhân hay là những thánh, không có mấy anh chị. Đây là những cái điều mà một người thường của một cái đời thường vẫn có thể thực hiện được. Cá nhân mình mấy anh chị thì mình may mắn là trong suốt cái cuộc đời làm việc của mình trong vòng 40 năm qua đó, kể từ ngày mình đặt chân tới Mỹ, thì mình may mắn là mình gặp và học được những người thầy. Và đương nhiên những người thầy như Robin Sharma đó là mình phải trả tiền, nếu không nói là mình phải trả những cái số tiền rất đắt mấy vậy để học được những bài học. Mình đã bay qua tận Toronto là ở Canada, đó là cái nơi mà ông Robin Sharma này sinh sống. Mình được xin phép tới nhà ông ấy vì mình muốn coi thử ông này ông có sống với những điều ông ta nói hay không. Và đồng thời mình đọc rất nhiều mấy anh chị, mình đọc. Và hiện nay, cho tới giờ hiện nay mấy anh chị, sau 20 năm, mình cũng vẫn tiếp tục nhận những cái video thường xuyên của Robin Sharma trong cái một cái quá trình về coaching. Mình may mắn là gì? Là tại vì hình như người ta có nói một cái câu, khi mà người học trò sẵn sàng mấy anh chị thì người thầy xuất hiện. Là tại vì mình đang đi tìm những người mà mình gọi là thầy mấy anh chị, thì mình may mắn đó là Robin Sharma xuất hiện. Trước đây mình cũng đã học từ Anthony Robbins từ những cái năm rất sớm, từ cái thập niên năm 80, 1880. Mình nhớ không chính không lầm thì mình có dịp gặp Anthony Robbins khoảng chừng năm 84 hay 85. Và từ đó là thì mình học và NLP và những cái lớp học của Anthony Robbins tương đối là cũng khá sớm. Và nhiều người khác mà gì, mình là không phải cái vai trò là facilitator, nó phải là trợ giảng, nhưng mà mình được huấn luyện để có thể huấn luyện lại người khác đó. Từ một cái người mà mình rất rất thích, đó là ông Stephen Covey, tức là ông tác giả người Mỹ viết cái cuốn 7 thói quen của những người thành đạt, 7 Habits. Thành ra đó là những cái người mà mình gọi là thầy mấy anh chị. Và trong đó có một vài người Việt Nam anh chị, cho tới giờ phút này
một cách rất trang trọng anh chị. Mình vẫn coi những người này là những người thầy ở trong cuộc đời, và trong cuộc đời của mình may mắn mình gặp và mình học từ những người này. Thành ra những thành quả mà mình có hiện nay mấy anh chị ha, mình có thể nói mấy anh chị là từ những cái người, từ những cái điều mà mình học từ những người mà mình gọi là thầy đó mấy anh chị, và mình ứng dụng vào trong cái cuộc sống của mình. Dĩ nhiên là một cách khiêm tốn thì mình có thể nghĩ rằng mình đang đạt được những tất cả những cái giấc mơ trong cuộc đời của mình. Nếu không nói là mình đang sống một cái cuộc sống mà có thể nói là như mơ mấy anh chị, có thể nói là như mơ. Nhưng mà điều đó nó không có nghĩa là mình có tất cả hay là mình thỏa mãn với điều mình có mấy anh chị chưa. Đương nhiên là mà mình còn có khả năng làm được rất nhiều chuyện khác, và mình có những cái giấc mơ lớn hơn mấy anh chị ha. Thường thì khi mình leo lên đỉnh núi, mình đứng đó mấy anh chị và mình nhìn thấy những cái đỉnh núi khác mà mình muốn chinh phục. Thành ra không có cái cảnh là mình tự mãn. Vì cái thành công mấy anh chị ha, thành công nó là một cái cuộc hành trình mấy anh chị, nó không phải là cái điểm đến. Nó không phải là cái destination mấy anh chị ha, nó là một cái journey, một cái cuộc hành trình mấy anh chị. Nên thành ra đây là một cái chuyện mà mình sẽ làm liên tục. Cũng giống như cái vấn đề học mấy anh chị, mình sẽ học cho tới ngày mà mình chết. Chỉ có cái người mà nằm xuôi tay dưới mấy tấc đất đó là người không cần phải học nữa mấy anh chị. Chứ còn sống tức là còn phải học. Nên thành ra hôm nay đó, thiệt ra đó mình không đóng ở cái vai trò là mình dạy ai mấy anh chị ha. Vì chia sẻ cho mấy anh chị ngày hôm nay thì cái người mà học nhiều nhất là chính bản thân mình mấy anh chị. Sở dĩ mà mình chọn cái mô hình làm livestream thường xuyên cho mấy anh chị vào ngày Chủ nhật đó là tại vì mấy anh chị, dĩ nhiên là mình làm chuyện này miễn phí. Nhưng mà cái người mà học được là chính bản thân mình mấy anh chị ha, là tại vì mình phải đọc, mình phải suy nghĩ và mình chia sẻ với mấy anh chị. Và chính cái việc mà mình chia sẻ với mấy anh chị đó thì cái người mà học được nhiều nhất đó là chính bản thân mình. Thành ra mình cũng mong muốn một số mấy anh chị làm cái việc này tương tự mấy anh chị ha, mấy anh chị ghi chép bữa hôm nay và đồng thời mấy anh chị chia sẻ với nhiều người khác. Để mình xin phép mình tắt bớt cái này để cho nó nhìn cho nó sáng sủa chút xíu, anh chị có thể chia sẻ với người khác. Vì khi mà mình chia sẻ với người khác tức là cái cơ hội để mình có thể mình học được anh chị. Thành ra mình mong một số anh chị qua cái phương tiện rất tuyệt vời ngày hôm nay, đó là qua cái trang Facebook, mấy anh chị có thể chia sẻ cái thông điệp mình share, hay là mấy anh chị có thể tổ chức những cái buổi nó gọi là watch party đó mấy anh chị. Có một cái nút ở đâu đó phía trên watch party, mấy anh chị click vào đó và mấy anh chị chia sẻ với những người bạn ở trên trang Facebook hay là những người follow mấy anh chị đó. Và cái phương tiện này mấy anh chị mình có thể mình lan tỏa những cái giá trị đi khắp mọi nơi. Và mình hy vọng là cái người mà được cái quyền lợi lớn nhất chính là bản thân mấy anh chị ha. Là tại vì mấy anh chị lắng nghe và đồng thời khi mình chia sẻ mấy anh chị thì cái người mà có lợi nhất tức là cái người mà mình đi chia sẻ. Thành ra ở đây hôm nay mình có thể nói với mấy anh chị là cái bài mấy anh chị mình nghe cái bài này của Robin Sharma khá nhiều lần. Cái tựa đề là Victim to Hero Leap. Leap tức là nhảy, bước nhảy vọt mấy anh chị ha. Bước nhảy vọt từ nạn nhân để lên trở thành anh hùng. Mình dịch nôm na nó là như vậy mấy anh chị. Là tại vì mấy anh chị sẽ thấy là trong thời buổi hiện nay mấy anh chị, con người đó người ta không còn hăng nồng. Mấy anh chị sẽ gặp ở đâu đó, mấy anh chị bước vào một nhà, vài cái nhà hàng, người ta không còn phục vụ khách hàng, thực khách một cách tận tâm mấy anh chị. Người ta làm chỉ vì tiền, người ta lấy tiền bỏ đầy túi người ta và người ta vui vẻ mấy anh chị. Thành ra đây, nhưng mà ngược lại thì bên cạnh đó mấy anh chị sẽ thấy những cái người mà mấy anh chị gọi là vĩ nhân, những bậc vĩ nhân mấy anh chị. Người ta thành công và người ta làm những cái việc rất xuất sắc. Ví dụ như Elon Musk, ví dụ như Steve Jobs thì đã qua đời rồi. Nhưng mà đó là những người mà mình gọi là vĩ nhân mấy anh chị ha. Những người luôn luôn tạo ra những cái thành tích vượt trội mấy anh chị. Ở trong kinh doanh hay là trong đời sống gia đình hay là trong mọi khía cạnh của cái đời sống. Và đương nhiên bên cạnh đó mấy anh chị chắc chắn sẽ quen ai đó luôn luôn than phiền, luôn luôn nại cớ và luôn luôn sống một cái cuộc đời bình thường mấy anh chị. Nếu mà không nói là sống một cái cuộc đời tầm thường. Như vậy thì sự khác biệt nó nằm ở đâu mấy anh chị? Sự khác biệt nó nằm ở cái vấn đề là mình bị lập trình. Thành ra mình muốn mấy anh chị có thể ghi xuống mấy anh chị ha. Mình phải coi chừng mấy anh chị, mình bị lập trình. Nếu mà không nói là như Robin Sharma có nói là mình bị hypnotized mấy anh chị, tức là mình bị thôi miên.
mình bị thôi miên là à, số phận của mình nó là như vậy, hay là mình xui quá, mình ở Việt Nam thì cái số phận mình không thể thoát ra được, hay là cái câu mà cái thời năm 1990 đó mình nghe khá nhiều ở Việt Nam đó, là nếu mà mình sinh ra trong một gia đình mà nhà không mặt phố, bố không làm to đó, thì coi như cuộc đời mình là đi đo, và số phận mình không thể nào vượt qua được cái số phận của mình đó vậy. Số phận của một quốc gia nhược tiểu, số phận của một người sinh ra ở cái vùng Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam gì đó, ở miền Trung cằn cỗi mà vậy ha, và không thể nào thoát ra khỏi cái số phận của mình. Và câu đó là cái câu mà mình nghe thường xuyên anh chị, đó là ngôn ngữ của những nạn nhân. Thành ra hôm nay mấy anh chị, mình muốn chia sẻ với anh chị năm cái điều đó mà nếu mấy anh chị ứng dụng anh chị, nếu mấy anh chị ứng dụng thì mình tin rằng mấy anh chị sẽ rời bỏ cái vị trí của mình hiện nay đó là một cái vị trí của những nạn nhân đó vậy, để trở thành anh hùng ở trong cái cuộc đời của mình. Dĩ nhiên không cần phải anh hùng ở dưới cặp mắt của ai mấy anh chị ha, mấy anh chị sống sống một cách mạnh mẽ mấy anh chị, để mà mình có thể trở thành một cái con người giúp ích được cho xã hội, và đồng thời có thể thay đổi được cái vận mạng của mình, của gia đình, và đồng thời biết đâu được mấy anh chị sẽ thay đổi cả thế giới. Và mình hy vọng về điều đó mấy anh chị ha. Thành ra mình mong là một số mấy anh chị có được cuốn sổ để mấy anh chị có thể ghi chép, hay là nếu mấy anh chị không có tiền cuốn sổ ghi chép, mấy anh chị có thể đánh vào cái phần comment ở phía dưới những cái cảm nhận, những cái trải nghiệm gì đó của mấy anh chị thôi. Và mình mong là những cái lời đó mấy anh chị nó khích lệ, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác. Thành ra mình mong là một số mấy anh chị ghi chép, nếu được thì mấy anh chị có một cái cuốn sổ. Mình có khá nhiều những cái cuốn sổ như vậy, vì người ta nói mấy anh chị một cái cuốn mình sách mà nên đọc đó chính là cái cuốn sổ tay của mình mấy anh chị ha. Mình có khá nhiều sổ tay, nếu mà không nói là mình có nguyên một cái tủ dưới này chỉ toàn là sổ tay thôi. Thành ra mình mua một cái cuốn sách đó, thì nếu mà mình mua một cuốn sách mà không có chữ nào mấy anh chị, thì đây là cái cuốn sách mà mình nên mua. Nghe nó hơi nghịch lý, nghe nó hơi buồn cười mấy anh chị ha. Nên mua cuốn sách mà trong đó nó không có chữ nào nữa. Có nghĩa là cái cuốn notebook mấy anh chị, vì qua cái cuốn notebook này mình ghi chép ở trong này. Đây chính là cái cuốn sách mình cần phải đọc mấy anh chị. Cái điều cái cuốn sách mà mình cần phải đọc nhất chính là cái cuốn vở mà mình ghi chép. Là tại vì có thể một số mấy anh chị ghi chép vô tội vạ và không bao giờ đọc, nếu vậy thì ghi chép làm gì mấy anh chị ạ? Ghi chép để rồi không bao giờ đọc mấy anh chị. Và mình biết chắc cái điều đó. Một số mấy anh chị, ngay cả chính bản thân mình trước đây mấy anh chị, mình ghi chép rất nhiều nhưng mà mình không đọc. Cho tới khi mà mình đọc mấy anh chị, cho tới khi mà mình biết được có một cái câu đó là cái cuốn sách hay nhất mà mình cần phải đọc thường xuyên, đó chính là cái cuốn notebook của riêng mình mấy anh chị. Thì từ đó mình đọc và đồng thời mình cũng trải nghiệm được một vài cái sự khác biệt. Ok, mình xin phép mình tắt luôn cái chữ này để một số mấy anh chị có thể nhìn thấy nó rõ hơn mấy anh chị ha. Ok mấy anh chị, mình hôm nay đó mình chia sẻ với mấy anh chị năm cái bí quyết để mấy anh chị thoát khỏi cái cảnh sống là một người nạn nhân để trở thành một cái người anh hùng mấy anh chị. Victim to hero's leap mấy anh chị ha. Ok, bí quyết thứ nhất mấy anh chị là thay vì mình nói không thể mấy anh chị, thì mấy anh chị bắt đầu nói cái chữ có thể nhiều hơn. Mình sống trong cái thế giới của cái việc có thể mấy anh chị, chứ không phải là không thể, vì chắc chắn một số mấy anh chị nghe thường xuyên. Mình hình như là ngay từ nhỏ mấy anh chị ha, mấy anh chị muốn trở thành phi hành gia, mấy anh chị muốn trở thành cái gì đó, một trở thành một người giàu có. Nếu hiện nay một số mấy anh chị, nếu ở giữa một cái bàn ăn với bạn bè, với những người trong gia đình mấy anh chị nói là dạ, em muốn trở thành người giàu có nhất trong gia đình, thì cái câu đầu tiên mấy anh chị sẽ nghe là bạn bè, bà con và những người thân nhất với mình mấy anh chị, người ta sẽ sỉ vả mấy anh chị. Và người ta nói mấy anh chị là thằng khùng, không thể, không thể nào được, không thể mấy anh chị ha. Cái chữ mà không thể mấy anh chị là mình nghe thường xuyên. Mấy anh chị có đồng ý không ạ? Bữa hôm nay là tối ngày Chủ nhật ở Việt Nam mấy anh chị ha. Mấy anh chị nhìn lại đi, trong ngày hôm nay mấy anh chị nghe cái chữ không thể nó bao nhiêu lần. Mình tin rằng ngay từ sáng sớm mấy anh chị, nếu mấy anh chị đọc tin tức thì mấy anh chị đã nghe những cái chữ như không thể, không thể nào. Mấy anh chị muốn giảm cân thì tự nhiên mấy anh chị sẽ nghe cái tiếng vọng ở trong đầu chính của mấy anh em mình mấy anh chị. Ồ, không thể nào làm được, không thể nào làm được. Lương mấy anh chị đang 5-7 triệu tháng. Bây giờ có người đề nghị chia sẻ cái cơ hội mấy anh chị có thể làm 100-200 triệu. Thì cái phản ứng đầu tiên mấy anh chị, ồ là chuyện này là chuyện trời ơi, nói chuyện trời ơi đất hỡi, không thể nào, mình không thể nào. Một số mấy anh chị đã bị lập trình mấy anh chị,
cái từ mà không thể nó mới gì phải thoát ra khỏi cái thế giới nó mới gì. Cái thế giới mà có cái chữ không thể mới gì, mới gì phải dọn qua một cái thế giới mới, làm mọi chuyện đều có thể mới gì, mới gì đồng ý không ạ? Mọi chuyện trên đời này đều có thể mới gì, nếu mình muốn, nếu mình muốn mới gì. Nhưng mà thay vì sống trong một cái thế giới mà mấy anh chị bị trói buộc bởi cái chữ không thể mới gì, mình muốn mấy anh chị loại ngay cái chữ không thể ra khỏi cái từ điển của mình, ra khỏi cái ngôn từ, ra khỏi cái suy nghĩ mấy anh chị. Là tại vì chỉ có sống trong cái thế giới mà mọi thứ đều có thể đó, thì mấy anh chị mới thoát khỏi cái cảnh mình là nạn nhân thôi. Nếu mấy anh chị muốn làm cái gì đó, muốn có cái gì đó tốt đẹp nhất cho cha mẹ mình, cho con mình, cho vợ con, cho chồng con của mình, mình thì thường đó, cái từ mấy anh chị hả, không thể nào, không thể nào, mày không thể nào giàu nổi, mày không có kiến thức, mày không này không kia, mấy anh chị không thể. Thành ra mấy anh chị phải thoát mấy anh chị. Mấy anh chị bị, thứ nhất là bị lập trình, và thứ hai mấy anh chị bị thôi miên bởi cái từ không thể. Nếu vậy đó thì mình phải thoát ra khỏi cái không thể đó mấy anh chị. Vì không thể là cái thế giới của những người nạn nhân. Nếu mình không muốn mình là nạn nhân mấy anh chị, và mình sống trong một cái thế giới mà mình là người anh hùng của cuộc đời của mình ấy, thì mấy anh chị phải sống trong cái thế giới là có thể, mọi chuyện đều có thể mấy anh chị, mọi chuyện đều có thể. Mấy anh chị nhìn những cái gương mà thành công ở Việt Nam này, những người thành công mà mấy anh chị biết, đó là những người trước đây đã gặp rất nhiều nghịch cảnh mấy anh chị, nhưng mà người ta không bị trói buộc, người ta không là nạn nhân của một cái nhà tù, nó gọi là không thể đó. Và người ta thoát ra được đó mấy anh chị ha, và người ta có thể làm được tất cả những cái điều mình muốn. Thành ra cái bí quyết đầu tiên mấy anh chị là thoát ra khỏi cái thế giới không thể, để mấy anh chị bước ra khỏi cái mảnh đất mà mình là nạn nhân mấy anh chị. Mảnh đất nó có tên là nạn nhân, để một chỗ có thể sống như một cái cuộc sống anh hùng mấy anh chị. Không thể, không thể. Thành ra ở đây mấy anh chị nè, mấy anh chị phải rất để ý cái ngôn ngữ mình dùng mấy anh chị nha. Và một số mấy anh chị là phụ huynh á, mấy anh chị phải để ý mấy anh chị. Vì hình như mấy anh chị đang lập trình con cái mình bởi những cái từ không thể. Con nó rủ đi chơi ở đâu đó, không thể, không thể, không, 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 con không làm được, không, không, không làm cái này, không làm cái kia. Mà vì ảnh hưởng của giáo dục đó, ngay từ nhỏ mình làm cái gì đó mà cha mẹ khẽ tay, không được làm cái này, không được làm cái kia. Và mình nghe riết cái chữ không được, không được, không được mà gì. Và khi mình lớn lên, mình tự giới hạn mình là tại vì cái tiếng mà không được, mày không được làm cái này, con không làm được cái này, nó văng vẳng ở trong cái tiềm thức nó vậy. Thành ra nếu mà anh chị là phụ huynh, mà anh chị phải rất cẩn thận về cái ngôn từ mà anh chị dùng cho con của mình. Tránh bớt dùng cái chữ không, 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 không thể, không được, không được cái này, không được cái kia mà anh chị. Vì mấy anh chị ảnh hưởng tới cái tiềm thức của đứa con của mình. Và khi nó lớn này mấy anh chị, nó sống trong cái thế giới không, không thể, không thể, không thể. Và rồi sao mấy anh chị, nó sẽ trở thành nạn nhân. Nó sống như một người nạn nhân đó chị. Vì làm cái gì cũng không được, không được, không được. Vì rõ ràng mấy anh chị, giống như ở trong tù vậy thôi mấy anh chị. Không được có tự do làm cái này, không được có. Và mình sống như một người tù mấy anh chị. Thành ra đó là một trong những cái điều mà, vì trong chương trình tuần tới đó, mình sẽ nói với mấy anh chị là trong một cái cuộc nghiên cứu của một cái trường đại học ở London, người ta nói là tất cả mọi thói quen anh chị mình đều có thể thay đổi được trong vòng 66 ngày. Cái vấn đề là mình phải lập trình lại cái tư duy của mình anh chị, để mọi chuyện có thể và mọi người đều có thể tạo một cái thói quen mới trong vòng 66 ngày anh chị. Mình sẽ nói nhiều về cái đó anh chị. Mình nghĩ đó là những cái yếu tố, nếu anh chị theo dõi chương trình hôm nay và tuần tới anh chị, mình tin rằng cuộc đời của anh chị sẽ thay đổi bởi những cái điều mà mình chia sẻ với mấy anh chị ngày hôm nay và tuần tới mấy anh chị. Ra mấy anh chị cố gắng. Cái thứ nhất mấy anh chị ha, thành ra bí quyết thứ nhất mấy anh chị là thoát ra khỏi cái thế giới không thể mấy anh chị. Đó là mảnh đất của những nạn nhân, và mấy anh chị bước qua một cái mảnh đất, một cái thế giới mới của những người anh hùng đó, là mọi chuyện đều có thể mấy anh chị, mọi chuyện đều có thể. Mọi chuyện đều có thể mấy anh chị. Tất cả những điều mà mấy anh chị thụ hưởng ngày hôm nay đó, trước đây là những điều không thể đối với nhiều người khác. Ví dụ như cái điện thoại mấy anh chị ha, làm sao mà có thể qua cái điện thoại này mình có thể chụp hình đẹp được mấy anh chị? Làm sao qua cái điện thoại này mình đang ở Mỹ, một số mấy anh chị ở Việt Nam, ta làm sao mà mình có thể nhìn vào đây và nói chuyện được mấy anh chị ha? Trước đây là những điều không tưởng mấy anh chị, trước đây là những điều không thể.
Nhưng mà một ai đó người ta không tin vào cái điều đó anh chị, người ta tin là mọi thứ đều có thể. Và do đó nó mới có cái sự tiến bộ của thế giới anh chị về khoa học kỹ thuật. Làm sao có thể qua cái điện thoại này có thể đi tìm nhà hay là định vị được với ai đó anh chị? Trước đây là những điều không thể. Thành ra một cái câu đó mà mình mong anh chị nhớ là những điều mà gọi là không thể, gọi là có thể hiện nay anh chị, thì trước đây là điều không thể với ai đó. Nhưng mà vẫn có người tiếp tục làm anh chị ha, tiếp tục những cái điều mà người ta gọi là cái con ếch điếc anh chị. Mình xin một vài giây chia sẻ anh chị. Có một cái con, một cái bầy ếch anh chị, nó leo lên tường anh chị, nó leo lên tường. Và khi mà nó leo lên nó thì leo lên cao quá anh chị, thì nó một là nó mệt mỏi, nó sẽ buông tay và nó rớt xuống. Thì đã có rất nhiều con ếch nó buông tay và nó rớt xuống anh chị. Nhưng mà riêng có một cái con ếch kia nó cứ tiếp tục nó bò anh chị ha, và mọi những người ở dưới người ta vỗ tay hò hét. Nói là không được, leo xuống đi, đừng có đi nữa, là tại vì nó sẽ rớt anh chị. Nhưng mà con ếch này nó vẫn tiếp tục nó đi. Cho tới khi mà nó vượt lên cái đỉnh cao nhất anh chị ha, nó được cái sự hỗ trợ ở dưới, người ta hò hét, người ta la rồi ủng hộ, người ta mừng quá. Và khi nó tuột xuống anh chị, mọi người đều tới chúc mừng nó. Thì mới người ta mới khám phá ra là con này nó bị điếc. Nó không nghe mấy chị, nó bị điếc. Con ếch này nó bị điếc. Do đó khi mà mọi người dưới nói là ơi không được, không được, xuống đi, không thể nào mà leo lên nó được. Nhưng mà nó điếc mà chị, nó không biết, nó cứ tiếp tục nó bò. Thì nó trong cuộc đời mấy chị nha, có đôi khi mấy chị mình phải là con ếch điếc, không nghe những cái lời bàn tán chê cười của những người xung quanh mấy chị, thì mình mới thành công được. Thành ra cái yếu tố thứ nhất mấy chị ha, là hãy rời bỏ cái mảnh đất của những nạn nhân, là mình chỉ sẽ biến cái từ mà không thể nó thành cái từ là có thể, mình chỉ cannot, mình chỉ biến thành cái chữ can nếu mà nói theo tiếng Anh, mình chỉ ha. Cái đó là cái bí quyết số 1. Rồi mình chỉ sẵn sàng nghe bí quyết số 2 nha. Bí quyết số 2 mình chỉ nè. Bí quyết số 2 là một trong những cái điều mà mình cũng khá thích, thích thú mình chỉ, là mình chỉ phải tránh cái việc mà quá bận rộn. Busy chỉ để busy mấy anh chị, bận rộn chỉ để bận rộn thôi. Mấy anh chị quá bận rộn để bận rộn. Thay vì bận rộn để bận rộn mấy anh chị, thì hãy tập trung cao độ vào một việc gì đó và làm cho tới khi có kết quả. Ok mấy anh chị ha. Để có thể nhảy một bước, nhảy vọt mấy anh chị, từ nạn nhân trở thành anh hùng nữa, thì mấy anh chị phải tránh cái việc bận rộn mấy anh chị. Vì hiện nay đó, mọi người trên thế gian này mấy anh chị, mọi người trên thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam, mọi người ở Việt Nam hiện nay quá bận rộn. Mấy anh chị thấy có ai rảnh không mấy anh chị? Mình nghĩ là cái thời buổi này không có ai rảnh. Mình gặp ai cũng nghe than là bận mấy anh chị. Tôi quá bận, 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 bận làm cái này, bận làm cái kia, bận selfie, bận đếm coi thử là có bao nhiêu người like mình trong cái trang Facebook. Quá bận làm những chuyện tào lao mấy anh chị. Quá bận, bận rộn, thậm chí có người nói là mình sinh ra bận và bận rộn cho tới khi mình chết. Thành ra nếu mấy anh chị đang trong một cái vai trò là một người nạn nhân, bận rộn tối ngày mấy anh chị, bận coi tin tức, bận nghe chuyện ca sĩ này chê bai ca sĩ khác, bận rộn xem thử là có ông tài tử nào đang ly dị vợ, bận rộn vì những cái chuyện trời ơi đất hỡi mấy anh chị. Anh thành ra ở đây mấy anh chị nè, nếu mấy anh chị làm sao đó mấy anh chị bỏ bớt cái này mấy anh chị, mình bị là mình nghĩ là hiện nay mình đang là nạn nhân của cái công nghệ này. Mình nghĩ là một trong những cái ý tưởng hay đó là có anh nào đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, mấy anh chị nên mở một cái trại cai nghiện công nghệ mấy anh chị. Là tại vì mình nói tới nghiện thuốc lá, nghiện ăn uống, nghiện ma túy. Nhưng mà còn cái nghiện khác thì hiện nay mấy anh chị không ai nói tới. Nhưng mà nó là một cái căn bệnh trầm kha mấy anh chị, đó là nghiện công nghệ. Nghiện công nghệ đây là gì mấy anh chị? Mấy anh chị có bao giờ thấy cả gia đình, anh em hay là hai vợ chồng vào nhà hàng và mỗi người cắm đầu vào cái phone, cắm mặt vào xuống cái phone mấy anh chị, cắm mặt xuống cái phone, là tại vì mình đang sống trong một cái thời đại mấy anh chị ha, và mình bị phân tâm mấy anh chị. Mọi người đều bận rộn, rất bận rộn, bận rộn vì mình có cái số phone mình cho tất cả mọi người, và ai gọi lại mấy anh chị, mình bị người khác giật dây mấy anh chị. Rõ ràng là mình đang bị người khác
giống như mình có cái, mình có cảm giác có một vài anh chị hình như là trên cổ nó có cái sợi dây, rồi đầu kia nó là bạn bè hay là những người khác nó vậy. Lâu lâu cái bị ai giật, nó đang nói chuyện với mình nghe, tự nhiên ai nó giật là tại vì đang ai đó nó thòng cái dây vào cổ và nó giật lên vậy. Và mấy anh chị để cho người khác tự do có thể giật mình bất cứ giờ phút nào, 11, 12 giờ đêm cũng đang ngủ mà nhỉ, cũng bị ai đó thòng cái sợi dây vô cổ dựng đầu vậy và hỏi một cái câu gì đó. Thành ra tại vì sao mấy anh chị, mấy anh chị cho phép người khác người ta làm như vậy. Thành ra một trong những cái mà anh chị để mà mình thoát ra khỏi cái cảnh mà mình là nạn nhân đó mấy anh chị ha, thì mấy anh chị ngay từ hôm nay cố gắng mấy anh chị, mình nghĩ là cái cuộc sống sướng nhất là cuộc sống mà nó không có điện thoại và không có cái đồng hồ. Mình có thể chia sẻ cái là mình dĩ nhiên là mình cũng còn mắc cái bệnh này, nhưng mà mình có thể nói với mấy anh chị cái điều này mình cũng đã nói với nhiều người khác, mình cũng xin lỗi trước này. Mình không có cái ý tự cao mấy anh chị, nhưng mà thường mấy anh chị, một số mấy anh chị mà biết mình á, thấy nguyên cả ngày mấy anh chị, mình đi đâu mình cũng cầm tới cái phone, nhưng mà hình như suốt cả ngày không có ai gọi mình mấy anh chị, không có ai gọi mình, là tại vì mình có thể cho mấy anh chị cái số phone đó ha, nhưng mà nếu mấy anh chị gọi mình đó, mình sẽ không bắt phone mấy anh chị. Mình sẽ không bắt phone. Mình có nói rất rõ cho mọi người là chỉ có hai người mấy anh chị gọi mình mà mình nhấc phone đó. Thứ nhất đó là hai đứa con gái của mình vậy thôi. Đó là hai đứa con của mình mấy anh chị. Nó gọi vì nó cần mình. Nó gọi, khi nó gọi mấy anh chị ha, là mình bắt phone. Còn lại mấy anh chị, mình xin lỗi trước là mình sẽ không bắt phone bất cứ ai. Thành ra một số mấy anh chị mà quen mình có thể đi cả ngày, mấy anh chị không bao giờ thấy cái cảnh mà mình gọi điện thoại cho ai, mấy anh chị, mình nói chuyện với ai trên điện thoại, mình từ chối làm chuyện đó, là tại vì mình không muốn bị ai đó thòng cái sợi dây vô cổ mình và muốn giật lúc nào thì giật mấy anh chị không. Một số mấy anh chị có thể nói là anh đi này mất lịch sự hay là anh coi thường người khác, không mấy anh chị. Dĩ nhiên là mấy anh chị có thể lý luận đó là khi mà ai đó gọi cho anh đi nó tức là người ta cần anh. Nhưng mà đối với mình mấy anh chị, cái chuyện mà quan trọng đó, mình chỉ trả lời khi chuyện quan trọng thôi. Thành ra khi ai đó gọi cho mình mấy anh chị thì nó quan trọng cho cái người gọi nó, chưa chắc nó quan trọng với mình mấy anh chị. Mình gặp ở Việt Nam thường xuyên, mình đang ngồi nói chuyện với ai đó, đó thì mấy anh chị là cứ phone rang cái là mấy anh chị chụp phone và nói chuyện với anh chị. Mấy anh chị quên mất là mấy anh chị đang ngồi nói chuyện với mình. Khi mình đang ngồi nói chuyện với ai đó mấy anh chị thì cái người đối diện với mình là người quan trọng vào lúc đó mà chị, vào lúc đó thì nên mấy anh chị nên có được cái sự tập trung. Chứ còn mình không thể nào ai gọi cái là mình chụp phone rồi mình nói chuyện mấy anh chị, đó mới là mất lịch sự đó mấy anh chị, đó mới là cái mất lịch sự. Anh thành ra hiện nay đó thì mình bị cái nó gọi là digital distraction mấy anh chị, mình bị cái công nghệ số đó nó làm mình hỗn loạn mấy anh chị. Nó làm cái đời sống mình đảo lộn và mình bị bận rộn tối ngày. Tin tức mấy anh chị, notification mình tắt hết mấy anh chị, tưởng tượng là mình tắt hết nội cái app mấy anh chị, nội cái app, cái ứng dụng đó thì nó cũng đầy cái phone của mấy anh chị rồi. Dĩ nhiên là chính bản thân mình cũng đang từ từ mình bỏ hết tất cả những cái app không cần thiết. Nếu mà trong vòng một tháng vừa rồi có những cái ứng dụng mà mình không dùng mấy anh chị, mình tắt, mình delete luôn đó mấy anh chị, mình bỏ luôn đó, mình hủy luôn. Và đồng thời mấy anh chị, mấy anh chị tắt hết notification. Mấy anh chị biết là ở nhà mình đó thì xung quanh nhà là mình gắn camera đó vì vấn đề an ninh an toàn. Và mỗi mình lần đi đâu mấy anh chị, nhiều khi một cái con ruồi nó bay ngang hay là gió nó thổi cái lá nó lắc một cái đó, thì cái camera phía sau nhà mình nó báo là có cái chuyển động ở phía sau nhà. Và mình dỡ lên thì rõ ràng không có ai mấy anh chị ha, chỉ có cái lá có thể gió nó thổi, hay là nhiều khi cái camera nó chỉa ra đường đó, thì chỉ cần một chiếc xe nó đi ngang qua hay là bà hàng xóm bà dắt con chó đi ngang qua, cái tự động nó báo cho mình mấy anh chị. Và mỗi lần mà nó báo vậy đó mấy anh chị thì mình có khuynh hướng là hiện nay mấy anh chị, tại cái phone nó nằm ngay trước mặt, có thể trong giờ cơm, có thể trong lúc mấy anh chị đang họp hành gì đó, và mấy anh chị dở lên mấy anh chị xem. Đặc biệt nữa là một số mấy anh chị cài đặt cái chế độ là thông báo là mỗi lần có tin tức gì trên thế giới, tin tức ở Trung Quốc ai đó nó nhịn ăn, hay là có một cái tai nạn gì đó ở Ba Vì hay là ở đâu đó, ở Sapa hay ở đâu đó mấy anh chị, nó lại báo vô đây mình lại mở lên rồi mình lại coi mấy anh chị. Thì rõ ràng mấy anh chị ha, mình đang sống một cái cuộc sống của một người gọi là nạn nhân. Mình là nạn nhân, và mấy anh chị em mình tình nguyện để trở thành nạn nhân.
của những cái việc như vậy. Thành ra ở đây mấy anh chị này, cái bí quyết số 2 để mấy anh chị có thể thoát ra khỏi cái cảnh làm nạn nhân của ai đó, để trở thành một cái người anh hùng trong cái cuộc sống của mình mấy anh chị, là tránh cái việc quá bận rộn chỉ để bận rộn. Một số mấy anh chị hình như là sợ rảnh. Mình sợ rảnh mấy anh chị ha. Mình nghĩ là chắc ai rảnh là những người mà vô công rỗi nghề, mấy người thất nghiệp. Thành ra mấy anh chị cố tình làm cho mình bận rộn mấy anh chị. Cố tình mình làm cho mình bận rộn. Và hình như ở Việt Nam mỗi người không phải có một cái phone, mỗi người tới hai cái phone. Một cái đeo nơi cổ, một cái đeo nơi tai rồi. Cái thì chỗ này, cái chỗ kia. Rồi về nhà là laptop ở đây, rồi iPhone đây, rồi iPad trước mặt, rồi đủ mọi nơi mấy anh chị. Và chính những cái đó nó làm cho cái cuộc sống của mấy anh chị nó rối bời lên, và mình trở thành nạn nhân mấy anh chị. Thành ra một trong những điều để mình có thể thoát ra khỏi cái cảnh sống mình là nạn nhân để trở thành anh hùng, thì cái bí quyết số 2 mấy anh chị ha, phải tránh cái việc mà mình bận rộn chỉ để bận rộn mấy anh chị. Và mình phải bỏ hết tất cả những cái gì mà nó làm cho cái cuộc đời của mình nó bị bận rộn. Đặc biệt đó là cái digital distraction, những cái phân tâm về cái kỹ thuật số mấy anh chị. Đó là những cái phone, đặc biệt là những cái phone mấy anh chị ha, bỏ bớt mấy anh chị, bỏ bớt. Ok mấy anh chị ha, mình hy vọng là cái số 2 thì tương đối dễ làm. Một số mấy anh chị sẽ thấy là hình như mình đang sống trong thời đại mà nếu mà một số mấy anh chị mà không có cái phone trước mặt mấy anh chị, mình có cảm giác như mình thiếu oxy, mình thở không nổi mấy anh chị ha. Mấy anh chị tin mình đấy mấy anh chị, mình cũng đã trong tâm trạng đó. Mình có một lần đi dự một cái trại 3 ngày 2 đêm đó. Thì lên núi mấy anh chị, lên núi, lên tới nơi thì mình mới biết là ban tổ chức có thông báo là ở đây không có sóng, không có sóng internet mấy anh chị. Mấy anh chị biết lúc đó cái mặt mình hình như là nó bắt đầu nó tái mấy anh chị. Và mình nghĩ là mình sẽ không sống nổi nếu mà 3 ngày tới không có internet. Nhưng mà cái tin vui mấy anh chị là không có ai chết vì không có internet ngày hôm đó mấy anh chị. Và hôm nay mình vẫn còn ngồi đây nói chuyện với mấy anh chị, có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra mấy anh chị. Nếu mà không nói 3 ngày đó là 3 ngày bình an nhất trong cuộc đời của mình từ trước tới giờ. Là vì mình không bị quấy rầy mấy anh chị. Và mình có cái niềm tin là nếu mà không có internet, con người mình vẫn sống mấy anh chị. Hiện nay đó thì vì cái công nghệ, vì những cái đồ chơi này nó gắn chặt với mình, thành ra mình thiếu điện mấy anh chị. Mình không có chỗ nào mà có điện, cắm điện đó. Ví dụ như đây có thể nó hết pin. Mình thấy là cái cảnh mà một số người trên sân bay đó, vừa bước xuống máy bay mấy anh chị, vừa bước ra khỏi máy bay đi qua cái cổng đó là bắt đầu chạy đi tìm cái chỗ để cắm điện, sạc cái phone. Vì hình như hiện nay không có điện, không có internet thì mình sống không nổi mấy anh chị. Giống như mình bị thiếu oxy nhưng mình thở không được nữa mấy anh chị ha. Thành ra cái điều đó là cái điều mà mọi người đều tưởng tượng đó mấy anh chị. Mấy anh chị thử sống đó. Đừng rơi vào cái cảnh là bận rộn chỉ để bận rộn mấy anh chị. Bận rộn chỉ để bận, you busy cho để mình có cái cảm nhận là mình phải là người bận rộn mấy anh chị ha. Đặc biệt tiếng Anh cái chữ mà business nó gì, business tức là kinh doanh, nó tới từ cái từ chữ là busy. Kinh doanh tức là phải bận, bận thì nó mới ra vẻ mình là một người quan trọng. Thành ra một số mấy anh chị rớt vào cái bẫy là mình cố tình làm cho vẻ ra vẻ mình bận rộn, chỉ để bận rộn thôi. Và đó là cái cuộc sống của những người gọi là nạn nhân, chứ không phải là anh hùng thôi nhỉ. Chứ không phải là ngoại hạng. Thành ra đó là cái bí quyết số 2. Rồi mấy anh chị chuẩn bị tinh thần cho bí quyết số 3 ha. Mấy anh chị có viết, mấy anh chị ghi xuống mấy anh chị này. Cái số 3 đó, mình xin phép đọc cái câu bằng tiếng Anh để cho một số mấy anh chị có thể ở Canada hay châu Âu đó, châu Úc, mấy anh chị có thể hiểu được. Một số mấy anh chị sống ở Bắc Mỹ, rồi mình sẽ nói bằng tiếng Việt mấy anh chị. Let go of the past. Let go of the past mấy anh chị. Tức là hãy để cho quá khứ nó qua. Cái gì nó gọi là quá khứ mấy anh chị thì nó đã qua rồi. Mình để cho nó qua luôn mấy anh chị. Vì hình như một số mấy anh chị mình vẫn sống ở trong quá khứ. Quá khứ mình đã gặp thất bại, quá khứ hôn nhân mình đã đổ vỡ một lần rồi. Và thỉnh thoảng mình thấy trên Facebook một số mấy anh chị hình như là sau một lần đổ vỡ nó không tin vào cái cuộc sống hôn nhân nữa. Cái chuyện mà một số mấy anh chị, nếu một số mấy anh chị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, nếu mấy anh chị đã một lần đổ vỡ mấy anh chị ha. Mình thấy cái cảnh này mấy anh chị nè, mình chia xin phép được chia sẻ. Có một vài cái hôn nhân nó đổ vỡ mấy anh chị.
Nhưng mà có rất nhiều cái cuộc ly hôn thành công. Ly hôn thành công, tức là nếu mà mình không hợp nhau nữa thì tại sao mình phải sống với nhau mấy vậy? Điều đó có nghĩa là cái ly hôn là cái điều rất cần thiết, rất cần thiết cho một vài trường hợp. Thành ra cái cuộc hôn nhân của mấy anh chị có thể là đổ vỡ, tức là nó không thành công, nó không có đi hết tới cái cuối cuộc đời của mỗi người nữa. Nhưng mà cái cuộc ly hôn của mấy anh chị có thể là ly hôn thành công mấy anh chị, vì ly hôn xong hai người vẫn còn nhìn nhau, con cái vẫn còn an toàn mấy anh chị, và mình vẫn còn cái niềm tin vào cái hôn nhân. Nếu vậy đó thì cái ly hôn đó thành công mấy anh chị nha. Nhưng mà một số mấy anh chị cứ nghĩ là ly hôn là cái điều gì đó nó thảm hại mấy anh chị, và nhất là cái định kiến của người Việt Nam mình, nếu mà vợ chồng mà không ở với nhau nữa mấy anh chị thì cái định kiến của người Việt Nam mình nó ghê gớm. Ngay cả một số mấy anh chị cũng vậy, gặp ai đó mà nếu hỏi ra và biết người đó là đã từng ly hôn thì hình như mấy anh chị mình vẫn còn có thành kiến. Thành kiến với những người mà đã từng ly hôn, hay là những đứa con của những gia đình mà trước đây đã từng đổ vỡ mấy anh chị. Mình biết là một số mấy anh chị có con trai đó, lỡ con trai của mình quen với một đứa con gái và đứa con gái đó cha mẹ đã từng ly hôn mấy anh chị, thì mình nghĩ là hình như mấy anh chị vẫn còn thành kiến với lại đứa bạn gái của con trai mình. Thành ra cái điều đó là cái điều không nên mấy anh chị, vì cái chuyện mà mấy anh chị đã gặp ở trong quá khứ đó, mấy anh chị phải để cho nó qua mấy anh chị. Những cái tai biến, những cái điều không hay, những cái thảm họa nó xảy ra trong cuộc sống của mình, cái gì nó nằm trong quá khứ thì hãy để nó qua, hãy chôn cái quá khứ mấy anh chị. Mấy anh chị không mình không đào mồ nó lên nữa. Cái gì trong quá khứ thì hãy để cho nó qua, và đừng có để bị ám ảnh nữa nhỉ. Mình một trong những cái câu chuyện mà hay nhất đó là mấy anh chị biết cái ông tổng thống người da màu đầu tiên của thế giới là ông Nelson Mandela. Ông ta là một cái lãnh tụ người da đen mấy anh chị, tranh đấu cho cái vấn đề về bình đẳng đó, vấn đề nhân quyền, đặc biệt là cái việc là phân biệt chủng tộc đó. Ông ta làm một luật sư mấy anh chị ha, bị tù 27 năm mấy anh chị, bị biệt giam và đồng thời bị đánh đập và bị kết án tử hình bao nhiêu lần mấy anh chị ha. Nhưng mà cuối cùng sao mấy anh chị, sau 27 năm ông ta được phóng thích và sau đó được trở thành tổng thống đầu tiên người da màu trên thế giới mấy anh chị, nếu mà không nói là của Nam Phi. Ông ta là ở South Africa đó, tức là của quốc gia trên Nam Phi mấy anh chị. Nhưng mà cái điều đặc biệt mấy anh chị này, cái ngày mà ông ta nhậm chức tổng thống đó, ông ta mời một cái người gọi là prosecutor mấy anh chị, cái người mà kết án tử hình, kết án chung thân và tử hình ông ta mấy anh chị, tức là một cái người thẩm phán hay quan tòa gì đó. Ông ta mời cái người đó tham dự cái ngày mà mình nhậm chức tổng thống mấy anh chị ha. Và ông ta mời người thứ nhì, ông ta mời hai người mấy anh chị. Thứ nhất là cái người mà người xử cái phiên tòa mà kết án ông ta đó, cái người mà kết luận là ông Nelson Mandela là bị tù chung thân mấy anh chị. Và ông ta mời một cái người cai ngục, cai ngục mấy vậy ha, cái người mà đã giữ cho ông này 18 năm, ông này ở tù 27 năm. Nhưng mà ông ta bị biệt giam mấy vậy, ở một cái đảo nó tên là Robben Island, 18 năm mấy vậy. Và cái người cai ngục này là cái người mà đã từng đánh đập ông này và biệt giam ông này trong trong cái phòng biệt giam mấy vậy, với đủ mọi cái loại hà khắc khủng khiếp nhất của nhà tù mấy vậy. Thì ông Nelson Mandela này mời hai người đó tham dự, ngồi vào cái hàng ghế danh dự mấy chị, trong cái ngày ông ta nhậm chức tổng thống của Nam Phi. Thì có nhiều người người ta thắc mắc mấy chị ha, nhất là báo chí, tại sao ông mời cái người mà kết tội ông, cái người mà muốn giết ông, tại sao ông mời người ta vào để tham dự cái buổi lễ này, được gọi là một cái buổi lễ trang trọng nhất của một người người được ở một cái vị trí cao nhất mấy chị, đó là tổng thống của một cái quốc gia. Thì mấy anh chị biết ông Nelson ông trả lời sao mấy anh chị? Đây là cái câu trả lời mà mình thích nhất. Mấy anh chị lắng nghe. Ông Nelson ông trả lời mấy anh chị này, là tại vì nếu mà tôi không mời hai người này và tôi không tha thứ cho hai người này nữa, và tôi không quên cái quá chuyện gì nó đã xảy ra trong quá khứ đó, thì tôi vẫn tiếp tục là người ở trong tù. Và do đó mấy anh chị, ông ta không muốn mình tiếp tục ở trong tù bằng cách mời hai người mà đã từng kết án chung thân, và một người đã từng đánh đập, nếu không nói là một người đã từng muốn giết mình nói vậy, và giam mình trong suốt 18 năm trời, trong số 27 năm nói vậy ha, chúng ta ở tù nói vậy, thì chúng ta bị biệt giam 18 năm bởi một người
mà sau này ông ta mời người đó để tham dự, ngồi ở hàng ghế danh dự trong cái buổi lễ nhậm chức tổng thống. Vì ông ta nói nếu mà tôi không tha thứ thì tôi lại tiếp tục là nạn nhân, tôi lại tiếp tục là người ở tù, tôi tiếp tục là người tù nhân. Thành ra do đó ông ta tha thứ cái chuyện đó. Và đó là cái câu chuyện mà vậy, để cho một số anh chị thấy cái quá khứ là nó để cho nó ngủ yên. Chắc chắn ai cũng phải tới từ một cái quá khứ như thế nào đó. Nếu không may mình có những cái quá khứ đau buồn thì mấy anh chị nên để quên nó qua một bên. Mấy anh chị nên để cho nó ngủ yên, để mà mình thoát ra cái cảnh mình là nạn nhân mấy anh chị. Có thể trước đây mấy anh chị là nạn nhân gì đó, nhưng mà chuyện đó nó đã qua rồi mấy anh chị. Và mấy anh chị tiếp tục là nạn nhân, sống một cuộc đời của một người nạn nhân mấy anh chị, vì mấy anh chị vẫn tiếp tục nghĩ về những cái chuyện như vậy. Thành ra cái bí quyết số 3 mấy anh chị ha, là phải quên cái quá khứ mấy anh chị. Quá khứ là quá khứ, nó đã qua rồi mấy anh chị. Mấy anh chị mình để quên cái quá khứ. Và mình mong là một số mấy anh chị, nếu mấy anh chị không may trong cuộc sống có những cái quá khứ đau buồn nữa, mấy anh chị hãy có can đảm mấy anh chị, can đảm quên nó. Và đồng thời mấy anh chị phải có cái lòng can đảm và cái sự mạnh mẽ mấy anh chị ha, để mấy anh chị có thể tha thứ những cái người mà trước đây có thể là lầm lỗi gì với mấy anh chị. Mình hãy có cái can đảm và sự mạnh mẽ mấy anh chị, để có thể có được cái sự tha thứ đó. Tha thứ ở đây nó không phải là chứng tỏ là mình yếu mấy anh chị ha. Chỉ có những người mạnh mẽ mới tha thứ được thôi mấy anh chị. Chỉ có những người thật là mạnh mẽ và có cái sự can đảm hơn những người bình thường mới có thể tha thứ được thôi. Vậy thì mấy anh chị nên làm cái việc đó ngay ngày hôm nay mấy anh chị ha. Ok mấy anh chị. Mình 5 cái thì mình đã có 3 rồi. 3 cái bí quyết rồi mấy anh chị ha. Để thoát ra khỏi cái mảnh đất gọi là mảnh đất của những nạn nhân đó, để mình bước qua một cái vùng, một cái chân trời mới, đó là cái chân trời của những người anh hùng, của những người hero. Anh chị có thể tạo một cái bước nhảy vọt từ biến nạn nhân để trở thành người anh hùng bằng cái việc làm 5 cái điều mà mình chia sẻ buổi hôm nay. Mình đã chia sẻ 3 cái rồi mấy anh chị ha. Ok mấy anh chị sẵn sàng cái số 4 nha. Cái số 4 mấy anh chị nè, là không nại cớ mấy anh chị, không nại cớ. Là tại vì cái nại cớ là hình như nó thành một cái căn bệnh của thời đại. Mấy anh chị nại cớ là mấy anh chị chạy không được là tại vì cái đầu gối nó đau, không tập thể dục được là tại vì trời nó mưa. Em ở Đà Lạt, em ở một cái thành phố mà sáng ra trời nó lạnh quá, sương nó mù, đường trơn trượt, thành ra không tập thể dục. À, tại vì em là người Việt Nam thành ra em lại tiếp tục ăn tinh bột, rồi tinh bột thì nó làm cho mình bị béo và không thể nào bỏ được. Mấy anh chị luôn luôn có cái nại cớ mấy anh chị, vì người ta nói là nếu mà mình muốn làm đó thì mình sẽ tìm lý do để làm, và mình không muốn làm thì mình sẽ nại cớ mấy anh chị. Thành ra nói nôm na là vậy mấy anh chị này, nạn nhân là những người nại cớ thường xuyên. Nại cớ gì? Tại sao mình phải giết cái người đó ha mấy anh chị ha? Tại sao mình phải ăn cắp hay là phải cướp cái này cướp cái kia, phải hại người này hại người kia? Là tại vì mình có 100.000 lý do để làm cái việc đó mấy anh chị. Và đó là những cái nại cớ. Em sẽ không bao giờ hạnh phúc được là tại vì em có cô vợ hay là có ông chồng trời ơi đất hỡi, ông chồng trời đánh thánh đâm gì đó mấy anh chị. Và em không thể, cái cuộc sống của em không thể nào khá hơn được là tại vì em sinh ra trong một gia đình hà khắc, chưa bao giờ kinh doanh, em sẽ không bao giờ giàu được là tại vì trong gia đình em là truyền thống, đó là nhà giáo, không bao giờ kinh doanh. Em sinh ra trong một mảnh đất mà nó quá nghèo, quá khô cằn sỏi đá, ở Nghệ An hay Thanh Hóa hay là Quảng Nam hay Quy Nhơn gì đó. Mấy anh chị có thể nại ra cả 100.000 lý do mấy anh chị để mà biện minh cho cái vấn đề mình là nạn nhân mấy anh chị ha. Thành ra mấy anh chị phải thoát ra cái cảnh đó mấy anh chị. Bằng cách gì mấy anh chị ha? Mấy anh chị phải thay đổi cái từ ngữ của mình dùng. Nếu trong cái ngôn từ của mấy anh chị dùng nó vẫn nại cớ thì mấy anh chị phải bắt đầu điều chỉnh là mấy anh chị. Là tại vì sao mấy anh chị? Cái ngôn từ của mình mấy anh chị nó nói lên, nó ảnh hưởng tới cái sự tin tưởng mấy anh chị ha. Nên suốt cả ngày mấy anh chị cứ nói tôi không thể, bởi là vì, tại là mà vì đó mấy anh chị. Đó là ngôn ngữ của những nạn nhân. Đó là ngôn từ của những lúc mà mấy anh chị nại cớ để không làm việc gì đó. Tôi sẽ không bao giờ có cái thân hình
cân đối được là tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi, tôi đã ngoài 60 rồi. Tôi không có bằng cấp, do đó tôi không thể nào trở thành một người hữu dụng trong xã hội. Tôi là phụ nữ, tôi không thể nào vượt thoát được cái số phận mình là một người phụ nữ. Mà anh chị chứng kiến khá nhiều người phụ nữ ở Việt Nam anh chị ha. Người ta đã vượt qua cái số phận đó anh chị. Và người ta làm ra được những cái thành tích mà ngay cả đàn ông người ta làm cũng không nổi. Nếu vậy thì đừng bao giờ nại cớ mình là phụ nữ anh chị, mình là phái yếu. Xong anh chị, mình không hiểu nổi. Phái yếu chưa chắc là yếu anh chị nha. Phái mạnh chưa chắc là mạnh anh chị. Nên thật ra một số anh chị đừng có nại cớ là dạ em là phái yếu thành ra em phải chịu thiệt thòi. Đó là ngôn ngữ của những nạn nhân anh chị, thành ra anh chị phải rất để ý tới cái ngôn từ của mình dùng anh chị. Cái từ không thể, tôi không thể, loại ngay cái từ đó ra khỏi từ điển của mình anh chị. Mấy anh chị nên một cách rất mạnh mẽ và quyết liệt anh chị ha, loại bỏ cái từ không thể ra khỏi cái từ điển của mình. Mọi chuyện đều có thể anh chị, mọi chuyện đều có thể. Con người được sinh ra để làm những chuyện không thể. Mấy anh chị mình tin anh chị, tất cả những anh chị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, mấy anh chị được sinh ra đời để làm những chuyện không thể mấy anh chị. Mấy anh chị được sinh ra để achieve những cái nó gọi là impossible. Mình được sinh ra mấy anh chị, mình tin điều đó mấy anh chị. Một số mấy anh chị đang theo dõi, tất cả mấy anh chị, không phải một số, tất cả mấy anh chị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, nếu mấy anh chị nghe mình nói buổi hôm nay mấy anh chị, mấy anh chị được sinh ra là để làm những chuyện mà người khác gọi là không thể. Mọi chuyện đều có thể mấy anh chị, mọi chuyện đều có cách của nó để giải quyết. Tất cả mọi chuyện đều có cái cách của nó để giải quyết mấy anh chị. Mấy anh chị không thể nào nói ô em không thể này, em không thể kia mấy anh chị. Mọi chuyện đều có thể mấy anh chị, tin vào điều đó. Vì không thể là ngôn từ của những nạn nhân mấy anh chị. Mấy anh chị không phải là nạn nhân, xác định ngay từ bây giờ mấy anh chị. Mình sống không thể nào như một nạn nhân được. Mình sống như một người anh hùng mấy anh chị. Và tương lai là do mình định đoạt, số phận là do mình chịu trách nhiệm cho cái sự thành đạt ở trong cuộc đời của mình, không ai khác. Không nên để thằng bạn mình nó chi phối vào cuộc sống của mình mấy chị ha, là tại vì cái cuộc đời này là của mình mấy chị, không phải cuộc đời mình của ông bạn mình. Thành ra đó là một vài cái điều mà một số mấy anh chị nên để ý, và mình hy vọng rằng qua 60 phút ngắn ngủi nhưng mà ít nhất mấy chị, mấy anh chị hiểu được 5 cái bí quyết để nó giúp cho mấy anh chị thoát được cái cuộc sống của một người nạn nhân để trở thành một người anh hùng anh chị. Ok mấy anh chị ha, thành ra thoát ra được những cái mà nại cớ mấy anh chị để mà mình có thể đạt được cái kết quả đó. Excuses. Bằng cách mấy anh chị thay đổi cái ngôn từ đó mấy anh chị. Có đôi khi mấy anh chị phải audit lại, nó kêu là excuse audit hay là excuse detox, tức là mình phải tẩy độc mấy anh chị ha, mình phải tẩy độc. Hình như là một số anh chị vẫn còn nại cớ là mình không thể nào giàu được là tại vì mình không thể nào có được một tấm chồng xứng đáng là tại vì mình xấu, là tại vì gia cảnh, là tại vì trước đây mình đã đổ vỡ trong hôn nhân và mình có 2 con nhỏ, thì chắc chắn mình sẽ không gặp được hoàng tử của cuộc đời của mình. Đó là những nại cớ của nạn nhân mấy anh chị. Cái vấn đề là hôm nay nếu mấy anh chị quyết định mình sẽ thoát ra khỏi cái cảnh mình là nạn nhân mấy anh chị, để mình sống một cái cuộc đời xứng đáng mấy anh chị, và mọi người đều xứng đáng để hưởng một cái cuộc sống hạnh phúc. Mình tin vào điều đó mấy anh chị, và mình tin là một số mấy anh chị có được cái sự tự tin mạnh mẽ vào bản thân mình. Tất cả mọi thứ nó đều do đây mấy anh chị. Cái này mọi thứ nó xảy ra là tại vì mấy anh chị tưởng tượng, mấy anh chị bị lập trình. Thành ra mình phải lập trình trở lại mấy anh chị. Mấy anh chị nên để ý cái ngôn từ mấy anh chị. Rồi mình bao nhiêu cái bí quyết rồi mấy anh chị? 4 cái rồi mấy anh chị ha. 4 cái đáng giá nha. Bữa cái bài nói chuyện hôm nay đáng giá bạc tỷ. Thành ra mình hy vọng là một số mấy anh chị ứng dụng. Mình cũng chỉ chia sẻ là cho người khác, cái này không phải của mình mấy anh chị. Những cái ý tưởng ngày hôm nay là của Robin Sharma. Mình muốn chỉ là người đi trao cái thông điệp này lại cho mấy anh chị bằng tiếng Việt vậy thôi. Đơn giản mấy anh chị ha. Mình cũng phải thần thánh gì, mình cũng phải học. Mình cũng phải học từ cái bài học ngày hôm nay, giống như tất cả mấy anh chị mấy anh chị. Và cái số 5 mấy anh chị. Cái số 5 để mình thoát khỏi cái cảnh mình là nạn nhân để trở thành anh hùng mấy anh chị, một trong những bí quyết, trong 5 cái bí quyết,
Thì cái bí quyết số 5 anh chị là trở thành người cho đi mấy anh chị, thay vì mấy anh chị chỉ nhận thôi. Mình đề nghị với mấy anh chị nên ra ngoài tiệm sách và mua cuốn này, Người Dám Cho Đi. À, tại sao nó thấy ngược vậy ta? Để mình coi thử. Hình như là sao tự nhiên mình lại thấy nó ngược. Mình muốn một số anh chị có thể thấy được cái bìa của cái cuốn này. Mấy anh chị thấy à, để mình đổi qua cái camera này. Mình, Người Dám Cho Đi anh chị, đây là một trong những cái cuốn sách rất hay, rất mỏng anh chị. Và có thể nói với mấy anh chị, mình đọc sách khá nhiều, mấy anh chị thấy phía sau mình tủ sách khắp mọi nơi. Nhưng mà một trong những cái cuốn sách hay nhất, đây là câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh doanh thành công anh chị. Đó là cái cuốn The Go Giver là tiếng Anh đó. Cái tiếng Việt mình dịch là Người Dám Cho Đi. Mấy anh chị ngày mai sáng ngủ dậy, chuyện làm đầu tiên anh chị ra tiệm sách, lấy hết tất cả những cuốn sách màu đỏ này. Cái bộ này ba cuốn anh chị, nó có màu xanh lá cây và màu tím, dành cho một số anh chị làm trong cái ngành bán hàng, dành cho một số anh chị là leader đó, là người lãnh đạo anh chị. Nhưng mà Người Dám Cho Đi, mình đọc cái cuốn, mình đọc lại cuốn này không biết bao nhiêu lần, tại vì cái cuốn này nó nằm ngay đầu giường mình mấy năm nay anh chị, mấy năm nay. Nếu mà bà xã mình nghe cái câu chuyện này, anh chị biết là cái cuốn màu đỏ này nó nằm ở đầu giường mình mấy năm nay. Rồi hôm mình lấy mình đọc lại nữa, vì nó phù hợp với lại cái bí quyết số 5 của những người mà người ta muốn làm một cú nhảy vọt từ nạn nhân trở thành anh hùng. Tức là mình phải là người cho nhiều hơn là nhận. Mấy anh chị phải luôn luôn nghĩ tới cái vấn đề là mình đóng góp gì cho xã hội này, mình nợ cái cuộc đời này cái gì mấy anh chị, chứ không phải là mình sống và cuộc đời này nó nợ mình cái gì. Cuộc đời này nó không có nợ mình mấy anh chị hết. Mình là mình nợ gì cho cuộc đời của này mấy anh chị. Mình cần phải đóng góp, mình cần phải làm gì cho cái thế giới này. Và đó là cái cách của những người anh hùng mấy anh chị. Chỉ có những người nạn nhân mới ngồi than thở cái cuộc đời này nó nợ mình nhiều quá mấy anh chị ha. Cuộc đời mình này nó khan hiếm. Ô, tiền bạc lúc này nó khan hiếm, sao làm tiền dạo này khó quá. Đối với những người thành công mấy anh chị, người ta nghĩ là cái cuộc đời này nó đầy dẫy cơ hội. Những người mà gọi là anh hùng mấy anh chị, người ta thấy được cái sự sung túc này trong tất cả mọi chuyện mấy anh chị. Người ta nói cái thế giới này cơ hội nó đầy dẫy, tiền bạc nó đầy dẫy mấy anh chị. Tiền bạc nó đâu có mất đâu đâu đó, nó đang nằm ở ngân hàng, nó đang nằm ở nhà của ai đó, nó đang nằm trong túi quần của ai đó mấy anh chị. Bây giờ mình làm cái gì để tiền từ túi quần của người ta nó nhảy qua túi quần của mình mấy anh chị? Tức là mình phải có những cái giá trị gì đó để thì tiền ở nó từ chỗ điểm B nó chạy vào điểm A mấy anh chị ha. Chứ còn mình không đi kiếm mấy anh chị, mình không đi tìm, đi kiếm, đi lấy của người ta mấy anh chị. Thành ra mấy anh chị hay có cái câu này nè, là và dạo này kiếm tiền khó quá đó. Thì ngay trong cái từ kiếm nó đã nói lên cái sự khó khăn rồi mấy anh chị ha. Ở đây nó không phải là kiếm tiền anh chị, mà mình phải có cái giá trị gì đó để thu hút cái đồng tiền nó tới với mình. Vậy thôi. Thành ra ở đây mấy anh chị, mấy anh chị phải nghĩ tới cái vấn đề là mình phải cho đi. Nó cũng giống như thở vậy thôi mấy anh chị. Một trong những nguyên tắc thở đó là mấy anh chị phải thở ra nó nhiều hơn là hít vào. Cái nguyên tắc đó gọi là nguyên tắc của vũ trụ, nguyên tắc của trời đất. Nó giống như vấn đề mà mấy anh chị phải cho đi đó. Cho đi nó nhiều hơn là mấy anh chị nhận lại. Tại vì mình có cho đi thì mình mới nhận lại được mấy anh chị. Thành ra ở đây cái bí quyết số 5 của những người mà người ta sống một cái cuộc sống anh hùng nữa, chứ không phải sống một cái cuộc sống như một nạn nhân mấy anh chị, là những người luôn luôn nghĩ tới vấn đề mình phải cống hiến, mình phải phục vụ ai đó. Mình có thể nói mấy anh chị là mình rất vui buổi hôm nay mấy anh chị. Có thể một số mấy anh chị cứ thắc mắc là không biết anh đi nên làm những cái chương trình này để với cái hậu ý là gì mấy anh chị. Phải nói thật với mấy anh chị là mình có một cái hội là mình chỉ muốn có cái cơ hội để phục vụ mấy anh chị thôi, không hơn không kém mấy anh chị. Nếu mấy anh chị nói là lý do tại sao anh phục vụ đó, mình chỉ muốn mang những cái giá trị hay nhất, tốt nhất mà mình có mấy anh chị, để mà mình chia sẻ là mấy anh chị, vì cái người có lợi đó là mình nói mấy anh chị ha, mình nói. Và đồng thời qua cái chương trình ngày hôm nay mình có rất nhiều bạn khắp mọi nơi mấy anh chị. Mình có, mình nhận được tin nhắn hầu như mỗi ngày, và đó là cái niềm vui rất lớn của mình mấy anh chị.
là được có cái cơ hội phục vụ ai đó, nếu phục vụ như một người đầy tớ càng tốt hơn. Và mình rất vui trong cái chuyện đó, vì mình hiểu được cái nguyên tắc ở trong một trong những nguyên tắc cuộc sống, giống như nguyên tắc số 5 mà mình chia sẻ hôm nay, là mình phải phục vụ người khác anh chị. Mình được rất nhiều khi mà mình cho đi. Thành ra ở đây anh chị ha, mình vẫn theo cái triết lý này bao nhiêu năm nay anh chị. Mình gặp ai đó, mình làm ba việc anh chị. Thứ nhất là thấu hiểu người đối diện, và cái thứ hai anh chị ha, mình tìm hiểu xem người ta đang quan tâm về cái gì, và cái thứ ba là gì anh chị, giúp người ta ngay tại chỗ. Mình đề nghị với một số mấy anh chị làm trong ngành bán hàng đó, mấy anh chị đừng bao giờ tốn tiền đi học những cái thánh sale. Mấy anh chị thánh bán hàng đó, mình tối kỵ. Mình phải nói thật với mấy anh chị là mình bị dị ứng với những thánh bán hàng, hoặc là những cái kỹ thuật để bán hàng. Mấy anh chị mình nghĩ con người với nhau không cần phải kỹ thuật đâu. Mấy anh chị sống nó thuận với là cái nguyên tắc của trời đất, thì cái chuyện nếu mấy anh chị phục vụ người khác, mấy anh chị, hay là nếu mấy anh chị đang kinh doanh, mình xin hỏi một câu thôi mấy anh chị. Nếu mấy anh chị đang kinh doanh, mình chỉ muốn hỏi anh chị một câu thôi, là cái sản phẩm của mấy anh chị nó có phục vụ con người không? Phục vụ nhu cầu của con người không mấy anh chị? Nếu mà nó không phục vụ đó, thì mình đề nghị với mấy anh chị đóng cửa tiệm, dẹp tiệm mấy anh chị, dẹp tiệm, vì mình biết chắc mấy anh chị sẽ không bao giờ thành công. Thành ra ở đây mấy anh chị, một trong những cái nguyên tắc là mình phải phục vụ người khác, là mình phải cho đi rồi trước khi mình nhận lại mấy anh chị, trước khi mình nhận lại. Và thường nó cái mà mấy anh chị nhận lại nó tỷ lệ thuận, nó tỷ lệ thuận mấy anh chị với lại cái mức độ mà mấy anh chị cho đi. Thành ra mấy anh chị cho đi càng nhiều hơn thì mấy anh chị sẽ nhận lại càng nhiều mấy anh chị. Anh thành ra năm bí quyết hôm nay mấy anh chị ha, mình hy vọng là có thể là 20-30 cái bí quyết, nhưng mà mình chỉ muốn vỏn vẹn trong năm. Thứ nhất mấy anh chị, ít thì mấy anh chị nhớ được, và cái quan trọng mấy anh chị này, mấy anh chị ứng dụng ngay ngày hôm nay hay là ngày mai mấy anh chị. Nếu mấy anh chị ở Việt Nam bây giờ là giờ tối đấy, thì ngay ngày mai mấy anh chị ứng dụng vào cái việc. Nó cũng đơn giản mấy anh chị ha. Nguyên tắc số 2 là đừng có busy quá đó, bằng cách mấy anh chị bỏ bớt những cái gì mà nó làm cho cái đời sống của mình nó phức tạp và nó bận rộn tối ngày. Bỏ bớt mấy anh chị, bỏ bớt. Và đồng thời mấy anh chị tha thứ những cái gì đó nó xảy ra trong quá khứ. Và mấy anh chị nên để ý cái ngôn từ mình dùng, đừng dùng những cái từ như là không thể, không thể, không thể mấy anh chị, hay là nại cớ mấy anh chị ha. Mấy anh chị muốn làm cái gì mấy anh chị, mình làm ngay ngày mai, tập thể dục hay là làm gì đó là làm ngay mấy anh chị. Chứ còn không á, thì mấy anh chị chần chừ đó, thì cái nại cớ nó sẽ nhảy ra, và bắt đầu mấy anh chị có 100.000 lý do để không làm. Thành ra đó là những cái điều mà mình hy vọng là trong 59 phút vừa rồi mấy anh chị, nó mang lại một vài cái giá trị gì đó. Vì đó là cái việc mình muốn mấy anh chị, mình muốn là mình có cái gì đó để cống hiến phục vụ cho mấy anh chị ngày hôm nay, để mang lại cái giá trị gì đó mấy anh chị. Chắc chắn là mọi người được sinh ra, mình xin nhắc lại mấy anh chị, mọi người sinh ra mình xứng đáng để có một cái cuộc sống tốt đẹp. Nếu mà không được mấy anh chị, thì tất cả mọi thứ đó là do mình lập trình. Mình lập trình mấy anh chị, mình lập trình. Mấy anh chị phải loại bỏ ngay những cái rào cản mà nó trói chặt mình lại mấy anh chị, và nó không khiến cho mình, không khiến cho mấy anh chị đạt được cái mấy anh chị muốn. Đó là tại vì do mấy anh chị mấy anh chị, do mình. Mọi thứ đều do mình mấy anh chị. Thành ra mình hy vọng rằng cuộc sống của mấy anh chị sẽ thay đổi, và đồng thời mấy anh chị đạt được sống một cái cuộc sống nó đẹp như mơ mấy anh chị ha, một cái cuộc đời ngoại hạng mấy anh chị, vì mấy anh chị xứng đáng để sống một cái cuộc sống như vậy. Xin chào tất cả mấy anh chị, và mình xin hẹn lại vào tuần tới đó, mình sẽ nói nhiều về những cái cách như thế nào đó để mấy anh chị có thể thay đổi những cái thói quen đó, để rồi qua đó mấy anh chị mình kiến tạo một cái cuộc sống ngoại hạng cho chính bản thân mình và gia đình. Xin chào tất cả mấy anh chị.